đón taxi nha mọi người. Bạn đó đeo cái kính là Huy lấy cái kính của Huy đeo cho giống bạn đó luôn, với cái áo này đó. Bạn đó nói chuyện với bạn bè tiếp rồi đó, nói chuyện tiếp với bạn bạn khác nữa, khác bạn hồi nãy nữa, nói mà nói dữ nói suốt ngày. Một người thì ít nói, còn một người thì nói suốt ngày. Ngủ nửa tiếng rồi mới về cái khu bên nhà của bạn đó. Rồi bạn đó cũng đang livestream này, cho hơi ngủ, hơi không biết là mặt hơi ngủ này mọi người. Mỗi lần đi chơi lắm, sáng không có ngủ không đủ. Đó, bạn đó đang lời tóc tóp anh em. Trên cái tóc tóp cái mặt bạn nó đẹp lắm. Cho mọi người coi, đuôn, đuôn này. Tóp tóp của lò mắt lên, bỏ mưa qua bỏ mưa mấy mình. Mấy trùng bột lọ. Mấy ca bò con đường chân. Bò con đường chân mấy shop của đuôn. Ăn bọt gì hả? Mới qua bỗng bỏ khấu mấy mượn nay của chín. Phò nó mì phiêu lời đó nè. Tại vì cái trên cái app tóc tóc là người ta chỉnh cái da hay lắm. Chỉnh cái mặt đó trang điểm rồi luôn. Và cái mặt bạn đang ngủ lắm. Vô trang điểm thì nó thành đẹp. Còn mặt Huy trang vô trang điểm thì thành gốm. Cái mặt Huy nó không có phù hợp trang điểm. Chơi tiền tờ này bạn nói kêu mọi người giúp bạn nói tiền tờ chui là bấm cái nút tiền tờ nhưng mà chứ ở lại mà gần tới khu nhà bạn lái xe. Thiệt ra là Huy tính giận bạn đó kêu mời Huy đi ăn, cho thiệt ra Huy tính mời tại vì đi taxi một lần mấy hồi mai mọi người thích Huy với cái bạn gì á, cái bạn gì ở Minburi á, bạn người Ả Rập á, người gì ta Dubai, người gì quên ta. Tự nhiên quên. Đúng là bà chị cái nói đúng thiệt chứ Huy có nhiều trai thiệt chứ. Nhưng mà bạn chỉ là bạn trai bình thường thôi chứ không phải là người yêu. Quý tờ gì? Đây bạn nó dẫn Huy xuống cái mò ở trong cái khu xe lắc xe lơ chứ mọi người. Gần nhà bạn đó hay xe quá. Xe lắm. Cáp bi. Đây. Sao bay đi. Tiền taxi là 200 baht, đi với về là 400, 500 tùy lúc. Hồi bữa cái chị kia chị nói cho tao người Thái hỏi nói chuyện mà Huy không trả lời, mà lúc đó quay màn hình trước á. Nãy giờ bạn đã hỏi nè, ăn sầu riêng không nè, Huy trả lời tự tin ăn nha. Cái này. Ăn nè. Cái này. À, cái nào mà rẻ nhất á? Cái nào mà rẻ nhất á? À, ở đây rẻ nè mọi người, sao rẻ quá vậy ta? Ở dưới đây nó rẻ thiệt mọi người. Cũng đâu có mắc đâu, ta có trăm mấy à. Bạn ơi cà phê chứ nhiều. Không có nấy nè, 120 nè. Đi có gì đi. Người Thái thích ăn cái anh đi mông khèn đi nè. Thấy không? Khèn là cứng, người Thái thích ăn cứng, tôi thích ăn ướt, đâu dám nói đâu. À, anh đi bắt. Có 130 là cỡ 100 ngàn Việt Nam mình nha một phần đó. Sao rỉ vậy ta? Rỉ rỉ rồi. Đó, rỉ quá trời nè. Thường thường người Việt Nam là bán trái cây ở bên đây này, không biết chị đây phải người Việt Nam không? Đây là chôm chôm ở bên đây này, nó rất là... Ở đây là cái vùng bán đồ ăn, ở đồ uống ở đây. Đây. Wow. Yeah, policy nè. Xăm hai miếng đó mà bự rồi hả? Rẻ nhiều ta? Đồ ăn, đồ uống, ốc bô này, ốc dừa hả? Có ốc nè ta? Ở bên Thái thấy ít có ốc không? Sao dưới đây có ốc vậy ta? Nè, lên nè, nè, còn dữ. Bạn đó nói ở trong này đồ nhiều lắm. Điều khoai mà đủ. Điều khoai mà đủ. Bạn đó nói điều khoai mà đủ. Ý là để chờ chút rồi dẫn vô coi, nhưng mà ăn cơm trước, kinh khao còn. À, hôm nay chương trình học tiếng Thái. Ở dưới đây nó xa xa, nó cũng lạ. Đi giống như đi chơi vậy mọi người đó, đồ người ta bán rạp, thuê một cái rạp. Chợ An Đông nó bây giờ... mọi người lên, hồi xưa là mướn một cái rạp là bao nhiêu trăm triệu một tháng á, giờ ít khách là còn 70 triệu. Hồi bữa hơi đọc đâu á, hơi đọc ở đâu á. Ở đây là bang Krabi nha mọi người. Đó, ở dưới đây nó có xe van rồi đó, mấy cái xe van. Người ta bán đồ buổi sáng nè mọi người. Ở dưới đây người ta đang xây dựng á, những cái công trình á, những cái cầu đường để mà đi thẳng ra Bangkok nó dễ hơn. Đây, cái mall ở dưới đây nè,
nó cũng bự lắm nha mọi người. Nhưng mà nó dạng như là không phải là dạng như sang trọng, những cái đồ cao cấp như là xì ảm thì nó không có, nhưng mà nó rất là nhiều đồ bình dân. Huy rất là thích đi coi đồ bình dân. Huy mắt kính nè, áo thun nè. Những cái đồ chơi con nít nè cả nhà. Cháu Huy nó mê lắm, hồi nãy chỉ cho nó MC á, là MC á. Đi đâu cũng nắm tay cho này mọi người. Nhưng mà mấy người ở trên top top của bạn đã hỏi Huy với bạn đó là gì, bạn đã trả lời không kem bọt. Không, không kem bọt là hung cái phun bọt. Khôn ai phun khôn ai top top thẩm fan rửa phun khôn tọp đập phun. Ok phun đó phun. Không bỏ đi ra trong máy lạnh rồi. Không bỏ phun là đây là chỗ bán cơm đồ nha mọi người, thì qua cho cả nhà coi mọi người biết thêm nè. Ở trong cái mall đó, ở ngoài này thì bán cơm rồi rất là nhiều thứ. Ok. Hả? Đồ ăn đồ uống quá trời nè mọi người. Đó. Có cái này giống như là thịt kho hột vịt ở Việt Nam vậy trời, nhưng mà màu đỏ. Kinh ở lại có đang bạn đó, bạn nói thích ăn Yentafo là cái nước đỏ đỏ là từ tiết con heo, tiết con bò, tiết con heo chứ bạn nói đâu ăn được thịt heo đâu. Đào Hồi là không ăn thịt heo. Yentafo là cái mườn canh. Yentafo sen dài. Sen dài sọn. Phi tiệt chứ nó sọn. Cái này ngon quá trời luôn á, ở dưới đây sao người ta bán ngon dữ này mọi người. Người ta làm cái tô thấy chất lượng quá nè. Wow.
Không nói chuyện. Nguyên một ngày nói chuyện với bạn bè vậy đó. Hết nói chuyện với bạn em. Chuyển sang bạn em họ, rồi chuyển sang bạn em ruột, rồi giờ tới bạn, bạn rồi một bạn khác nữa. Nói chung là bạn là nhiều bạn nha. Nói chuyện miết vậy luôn á. Trời, tôi nhức đau. Đây, bạn đã rủ đi massage. Ở trên đây có đồ ấy nữa nè, massage. Massage ở đây thấy có con trai rồi nữa. Vậy là Kashmir. Đó, gặp bạn nữa. Gặp bạn người Hồi giáo. Kashmir. Tên là Kashmir. Bạn người đàn hồi tên là Kashmir. Bạn trùm khăn. Bạn là người đàn hồi nên trùm khăn đó mọi người. Trên đây đồ cũng nhiều ghê lắm. Điều là không có trưng bày đẹp đồ này thôi, chứ cũng thấy rộng lắm nha mọi người. Mình thấy rất là rộng luôn á. Có nhiều chỗ thêu quần áo và làm móng tay, cắt tóc rồi nữa nè. Rồi giày. Có giày. Đó, nói chuyện với là rút rồi bạn rồi quá trời luôn. Trong nhóm bạn mình mấy người luôn. Quá trời vậy, ông nói chuyện hoài vậy luôn. Còn tôi qua YouTube là tôi cũng nói, nhưng mà tôi nói không có trực tiếp, tôi nói gián tiếp vậy này. Mà đưa nó đi. Bạn đó đang thử dép này mọi người đó. Đây đi cặp dưa sữa đó. Cặp anh cặp dưa. Bỏ mi dở đây ngon léo. Mi. 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 Huy có nhiều giày dép lắm Huy. Mà ở đây bán đồ cũ á mọi người đó. Những cái đồ này, croc, dép croc, đồ cũ á. Đồ người ta dùng rồi nè. Đó, mấy cái đôi dép nè, dùng rồi nè, đó. Đó, fila nè, đó, và nó đang thử đôi fila nè. Tôi không có dám mua đồ về, còn một tháng nữa là về. Về rồi. Chứ xong cái phải về chứ không phải chị kia chị nói chứ. Ủa sao nói về Việt Nam mà chưa về. Sống vì comment nha. Người ta sống là không vì những cái lời nói người khác, cho tôi là sống vì những cái lời nói người khác đó nha. Bởi người khác nói cái gì là sợ lắm á. Huy là vậy á. Đây, đôi dép này thấy cũng đẹp quá ha. Ê, bạn đã mới dắt Huy đi massage, thấy cái mình đặt hỏi quán này, thấy cái bạn kia dễ thương tóc vô liền. Xong rồi biết gì không, massage xong rồi dễ thương lắm, cũng trả tiền cho Huy mà đều không có tiếp cho người ta. Sao không có tiếp? Không mày mấy mi tiếp hay con nào đúng rồi. Toàn tiếp nữa. Là Huy lấy tiền rồi Huy tiếp. Wow, hai đôi nai, một đôi trắng, một đôi đen nè. Bạn đã muốn mua dép. Ê, Huy thích màu xanh. Xanh hy vọng nè. Ê, đôi dép mới dễ thương quá ha. Croc nè, màu xanh. Mi eo. Mưa sỏng nó mấy đai lại sai. Nó nít sủi. Ừ, nó nít sủi. Tại mà nó có cầu cầu như eo. Nhưng mà nó hơi phèn thơ. Khoảng phèn thơ là đồ mắt của anh. Khoảng phèn là ý là đồ cao giá cho nên nó cũ cũ chút cũng không sao. Thề tôi mua đồ mới chứ tôi không mua đồ cũ. Mấy cái đồ đây nó cũng đâu có mắc quá đâu. Nó mắc 1-2 triệu thôi, mua đồ mới mà mệt. Tại vì đồ mới nhiều khi nó giảm giá nó cũng rỉ nha. Chứ nó không, ở bên Thái nó hay có giảm lắm. Và mấy cái đôi này hiếm quá thôi, thích quá mới mua thôi. Mấy cái đôi này cũng đẹp chứ không? Dễ thương quá không? Ủa, anh đi lấy tim máy. No, anh đi cũng đi. Anh đi đi, máy lại đi. Đi đi á. Mình xuống nữa, leo qua mình có xuống.
đang thầm cuốn xuống là mượn mượn supermodel. Chính hả? Ừ. Thử nhiều vô không mua cho tao nghe. Nếu tôi mắc cỡ lắm á, đi ra giùm nha, thử là phải mua nha. Còn thử thử là không, thử mà không thích quá thì không mua không sao, nhưng mà thử nhiều quá là tôi phải mua, tôi phải chọn một cái món nữa tôi mua cho tôi mắc cỡ lắm. Ê, cái đôi này đẹp quá ha. Đôi này đẹp quá nè. Đi rồi. Ừ. Bạn đó đang muốn mua đôi gì? Để xài xe bài đó. Xin lỗi. Mánh nên nên đó ha. Mánh nên nên mượn thôi riêng đó ha. Mánh nên nên. Mánh mềm mềm. Cái dép này nó mềm mềm. Ê, cái đôi này đẹp nè. Đôi này đi leo núi hay gì đó. Nhìn giống đôi giày quá. Scandal mà giống giày quá. Cái nào ra cái đó. Đừng giống Huy Mệt. Con trai mà thích con trai xong bị chửi. Dạ đây. Còn nữa. Nè. Tháo lại à? Chị lọ. Ờ. Na cô na lắc mắt lơ. Ồ, sám lắc có gì. Khó khó lốt nồi đại mấy. Đai, bọt đai, bọn chập bọt. Khó lốt nồi đại mấy. Đai. Chị lọ hấp, sám lọ hát xịp. Sám lọ hát xịp đai mấy khắp. Xeo léo lọ. Ở, ở đây có làm nail này mọi người. Đó, những cái màu nail mới nhất đang cập nhật ở đây. Màu tím, màu hồng. Đó, trong đó có làm nail và có nối lông mi luôn hay sao có chị đó cái bàn làm việc được. Dễ thương quá ha. Bạn đây đang muốn đi mua cái iPad cũ hay sao á. Nói là nên dẫn đi vô đây để mua coi chạy. Chứ là mua cho em gái cái đầm vậy đó. Đó, mấy cái đồ điện thoại trong đây cũ giá rẻ nè mọi người đó. Ok. Có người hát cái nhạc ở ngoài trước này mọi người. Ở đây có cái sân cho mình này đó. Cái sân nhìn xuống dưới là thấy cái tầng dưới sợ quá trời luôn á. Đi nhìn đó, thấy tầng dưới này. Đi trên đây nhìn xuống là thấy sợ sợ. Ở trong đây có massage rẻ lắm mọi người. Là 200. Đó, rất là nhiều mặt hàng nè. Bây giờ tụi mình sẽ xuống dưới ăn sầu riêng. Đó, ca sĩ hát này đó. Cà phê và trà xanh, bạn này không có uống cà phê. Uống mấy viên đập. Chồng, chồng ơi. Hãy mua cho vợ một chiếc nhẫn. Làm của hồi môn trước khi chia tay. Hôm nay đi chơi không có công việc riêng nhưng bỏ công việc riêng nhưng mà Huy được ăn bánh nè, được được rất là nhiều bánh trái kẹo nè mọi người đó. Ô cái này ngon quá. Có đậu xanh không này hả? Ồ anh đi thâu lại cặp. Ồ ok. Bấm bấm. Con dăng mấy? Dăng mấy không? Ồ léo cho mấy. Bấm bấm cho chàng ngân sổ cho đây. Ờ chàng ngân sổ. Nè có chợ đồ này mọi người. Quá trời hả? Vui quá hả? Ồ. Ô chợ quá trời nè, đã Huy trả tiền cả nhà mọi người rồi. Wow. À, bạn nó kêu là lát nữa đi chợ tiếp. Đây là xôi nè, quá trời xôi nè. Ô cơm luôn, người ta làm vậy đó. Quá trời ngọt đồ này nướng xiên que. Ở đây xa nhà Huy mà Huy thấy đồ Huy thích quá. Huy quay cho cả nhà coi cùng Huy nè. Cả nhà hãy bấm nút like và share giúp Huy với. Đó sầu riêng rồi nè, 80 nè mọi người. Ở đây rẻ quá vậy. Ở đây là xa nhà Huy nó rẻ hay sao không biết nữa. Ở bên kia bán gì vậy ta? Rán sen 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 sục hả? Sáng sục. Rán sáng sục. Sa khả sọt.
sa khả 2. Ồ, trong đây có chợ tiếp nữa, nhiều quá. Ủa, cái chỗ này hồi nãy mình ngồi ăn nè. Quy ăn mấy cái đồ ngọt lắm, mẹ ra đúc Quy ăn. Nhưng mà cái bánh này là hồi xưa là trong đám cưới á, lúc này cũng có đậu xanh ở bên trong này mọi người. Thấy không? Ủa, cái đứa kia này. Ủa, bên này đường xanh đây á. Cái này là đậu xanh này, Huy thích ăn đậu xanh lắm. Ăn đậu xanh giải độc gan nữa. Gia dạo này công việc riêng của Huy không có chia sẻ, không có được tốt quá. Cho nên là Huy hút thuốc nhiều, Huy ăn đậu xanh nó giải độc đó. Chứ mà bánh ngọt, bánh quả bác bỏ kinh mấy bên, bỏ kinh là đi. Bên hai, tạo giá này. Giá này. Nó hoàng thì gần. Bây giờ nó hoàng thôi hả? Nhìn cái bàn này vui quá hả mọi người? Tuy ra mấy quả. Mấy quả. Mấy quả. Quả. Để anh đi đi không? Nắm tàn thì bánh nói anh ít cơn. Cái bánh này là bánh lá dứa này mọi người, Huy thích ăn mùi lá dứa lúc nào cũng thơm, mùi lá dứa và là mùi dừa. Rỉ ơ mà hả? Thôi mà người ta làm nó bị lỏng quá nè, nó bị bở nè. Cái mùi giống bánh tro. Máy tơi. Máy xa máy tơi rồi, máy tơi rồi. Cái mua y chang bánh tro Việt Nam vậy. Còn bánh này bánh dừa nè. Ăn vô cho ốm lại, ốm nhắc luôn nghe, cái mặt tròn quay rồi nè. Mấy người nói tôi ốm, tôi thấy tôi đâu có ốm đâu, tôi ốm đâu hả? Tôi tiền lắm. Hả? Với bỏ túi riêng trong baro hơi tàu riêng, tiếng Thái là vui riêng. Bây giờ bị vô hôi á. Chọn cái dạng này kìa bao ạ? Hả? Kìm đai bao ạ? Kìm đai này khăn đang này mà răng. Tông tông ní hả? Tông ní hả? Tông ní mấy mì hè. Thảm. Thảm là gì đó? Kìm đỡ. Thảm này khăn đa lẽ. Hồi nãy ở trong quán cà phê mấy lần mà người ta cho ăn á. Kim ta làm cái gì ạ? Kim ơi, thả mà lại à. Anh ấy mấy mì e, mấy mì rong rem. Còn tùn, dịch đây thì nhìn rõ. Mấy đai. Sao? Mấy mì cũng lột mày. Mấy e, rán cà phê. Rán cà phê. Đó, mấy cái tùn cũng tất hiểu. Kim này hoang nám á. Thấy là không làm hoang nám, thấy là hoang nám. Lặng hoang nám. Mày rán cà phê kìm. Mì ăn quay không ai ra cà phê hết. Không ai chẳng ai ra cà phê mà. Ngon áo vậy. Có mì kìm ăn. Mì e. Cái mặt hay nhăn quá à. Chừng nào á là nhà hàng khách sạn gì người ta cấm á, chứ ở đây ngồi chợ mà tự nhiên ăn sầu riêng không cho. Đâu có e, đâu có gì đâu. Đâu có máy lạnh gì đâu, ngoài chợ ngoài trời mà. Nói gì cãi nhau phải nói người nói tiếng này tiếng nọ cho khỏi bớt cãi. Nó mắc cỡ, nó mắc cỡ tôi cười. Mắc cỡ gì? Cái gì đâu mắc cỡ.
Ừ, cái này ngon lắm. Khi mà ăn vô bỏ vô miệng nó ăn nhai nhai. Bỏ bóc vô bỏ vô miệng nó nhai. Hiểu không? Bỏ đi 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 đi. Phút là anh nói rồi đó. Thì bỏ bóc vô đây, bỏ vô miệng nó nhai. Kiên kiên kiên. Làm cái mặt giận kìa mọi người. Nghe mấy mì anh ấy hả? Mặt dần mà thấy đồ ăn là hẻ mỏ. Tính được ghê. Tính là chơi được nè nha. Chịu. Ăn cua đây à? Hả? Mấy Âu là không có ăn, không có lấy cái này đâu. Nó là cái gì vậy? Mẹ bật cái miệng vẫn nhai. Cái này tâm thảy, cái này lắm tan nè. Cua sót lắm tan cua thảy. Bánh chẳng ở loại mát nữa. Không đúng. Hả? Không đúng. Bánh trượt đâu. Giang mấy miền nắm tan lắm có bánh trượt. Miền Nga đuôi nè. Chứ hả? Đông lắm cái nắm tan lên đây. Quân A Dũng là nhí thịt đỏ. Khi làm tăng cái tên quân nhí thịt đỏ. Thế này tăng đỏ. Mới chưa. Không. Na đền bọt tám chục sọ, tám chục sọ có đền này của Na có đền qua. Đứng ngoài kia ăn cái chỗ làm gì cái chỗ đứng ngoài chỗ trước đường ăn cười xỉu luôn. Các chỗ ngồi không ngồi ăn mà Huy cũng sợ thiệt, tại vì cái máy quạt ở đây nó mạnh quá, sợ nhiều người mà ăn không được ngửi cái mùi thảm con nắng á. Thảm sợ trời mấy con kim tao thảm sợ trời thảm hay thúc con lú kim ngay ní rồi đai rồi mấy đai hay con Việt Nam lú này ta là kim đai rồi mấy đai. Thằng này kìa, con thằng này kìa. Con thằng này kìa. Có quan mình đang chỉ không mình có lụng này. Ờ, để làm sợ sợ đấy hả? Anh ấy mở ra. Hỏi cho mọi người biết cho vui thôi, chứ Huy cũng không muốn ăn ở đây, tại vì cái quán mình lớn. Phải lại đây lắm. Chứ hả? Phải trả lại. Ờ, phải. Bạn nó rủ đi chợ khác tiếp nữa. Ở trên này chưa coi gì hết rồi, mình cứ bắt đi vậy đó. Vô mình gặp nhau. Ở cái khu xe xe cho nên là người ta có những cái chiếc xe xỏng hẻo ở khu này đó, và những chiếc xe bus người ta sẽ túc trực để chở cho những người dân đi xung quanh khu này nha mọi người. Khu này là Grabby, bang Grabby như lộn, còn nếu Grabby không là đảo, cái chỗ đó Huy học ngày xưa đó. Ở khu này mọi người thấy những cái chiếc xe đó không? Chiếc xe nó có hai hàng, gọi là xỏng hẻo là hai hàng đó nha mọi người, hai hàng ngồi với nhau vậy này đó nha nè. Xỏng hẻo đó đó. Ở Pattaya cái chiếc đó nhiều lắm, chứ ở đây là chỉ có khu vực này có, với là mấy cái khu vực xa xa, chứ khu vực như gần chỗ Huy ở là hầu như không thấy nha, khu vực trung tâm là không thấy.
ngồi đồ, cho nên là Huy ra đây ngồi quay cho mọi người thêm, tranh thủ đó, có những cái ghế ngồi chỗ đây này đó, mình có thể ngồi chờ, và có cái bàn để mình để cà phê lên, hoặc là ở trong đó cũng có luôn, có máy lạnh và có ngồi ghế salon luôn nha. Ở ngoài đây người ta xây dựng những cái cầu đường mới để dẫn từ trung tâm ra ngoài đây, để người dân có thể di chuyển bằng phương tiện tàu trên không, tàu điện ngầm, để thuận tiện hơn vào mỗi lần. Bạn đã đến ra rồi nè. Bạn đã mới lấy 100 mồ hôi nè, để cho cái người mà đạo hồi người ta đang ngồi ở dưới đây này, người ta xin mấy cái gì đó đó. Đấy là 100 của Huy đó nha, Huy gửi tặng cho những cái người đạo hồi. Ồ, cái đó người ta ghi gì á? Khó tăng gì á? Châu hoan ồ, người ta ghi là Huy không có dám quay mặt người ta, tội nghiệp người ta. Ý là người ta khó xin tiền để trả tiền phòng á. Đó. Bạn đó người đạo hồi cho nên nói chuyện đó. Đó, nói chung là Huy cho cái gì Huy ít cho quay đó. Ý là bạn đó bạn muốn xin của Huy rồi cũng rất là vui, nhưng mà Huy không có quay cảnh Huy cho. Huy quay cảnh người khác cho là Huy quay nha, còn cảnh Huy cho là Huy chưa có tự tin quay. Ở đây người ta xây BTS nè mọi người đó, những cái công này đó, thấy không, từ đây này đi thẳng qua đây này đó, mấy cái anh công nhân đang làm kìa. Ở bên kia có trạm BTS, ở đây mình kêu BTS chứ là gì vậy? BTS á, BTS Sky Train á. Thế hả? Bằng club đi. Mi hả? Mi BTS hả? Sẹt rửa răng hả? Trang hả? Cầm lăng trang rửa sẹt sẹt. Rốt phai đinh á, mi rửa răng. Rốt phai đinh á. Rốt phai phá. Rốt phai tay đinh. Rốt phai tay đinh. Khăn nan luôn nè. Ram khăm hẹn. Ram khăm hẹn hả? Trời. Ram khăm hẹn nha mọi người. Đó, chiếc xe xoắn thẻo nè. Cận cảnh chiếc xe xoắn thẻo hai hàng. Cho đang nghỉ bài hả? Cho đang nghỉ bài hả? Ai lại có đai? Taxi hả? Sống hôn hả? Đã tới chợ rồi nha, ở trước là chợ. Nhưng mà ở đây nó có một cái mall bán đồ nhiều lắm, MBT, nên mình vô mình coi thử nha mọi người. Cái mall nè, cái khu này nè đó. Cun có lên hả? Cun lên hả? Chín hả? Lên thảo này hả? Xuân Lâm hả? Ồ, có cầu may nè. Ở Việt Nam mình có chị Nguyễn Thị Huyền á, Trần Thị Huyền hay Nguyễn Thị Huyền gì. Chị chơi cái môn thể thao này rất là hay. Không biết phải không ta, nói tầm bậy nữa. Môn gì á, cái môn võ gì nữa. Hình như đấu kiếm hay gì á, trong phải cái môn cầu may. Nhưng mà có môn cầu may nữa. Mấy cái môn nó lạ ha, Huy cũng muốn cho con Huy học mấy cái môn đó. Cao xịp cao. Cao xịp cao. Sùi. Cao xịp cao, thuộc mắt không? Màu xỉ lưỡng á, ok á. Sáng khôn. Ao đây á. Chín lọ. Ao đây á. Ao lên. Xỉ phá sùi nè. Xỉ phá cao xịp cao nè. Rồi cái áo đẹp vậy mà có 70 ngàn à. Màu hồng luôn nè. Xỉ xôm bu sùi nè. Xỉ xôm bu á. Ê, cái màu này đẹp nè. Cái màu này ở trong tù đi ra. Chết. Tới chợ nhưng mà trời nó chuyển gió, nó muốn chuyển mưa, cho nên là mình bạn đó nói giờ đi ăn buffet luôn. Hai đứa mới mua cái áo giống nhau, với là bạn đã mua thêm một cái áo cho bạn đó nữa. Anh em rỉ ghê, trong đó rỉ ghê. Bữa nào Huy đi về Việt Nam thì Huy mua đồ cho nhà. Trong
đó, trước khi về chắc là nhớ cái bạn này lắm nè. Ở đây à? Bấm bọc, bấm trà cặp Việt Nam, nếu có mà building mà thực muốn nó trả xứ hai khóp mua. Nếu có bọn bọc qua trả khí thường khuôn mát. Sao mày bọc mày đi à? Rất là nhiều mặt hàng hai bên không. Đó là sườn sốt chua ngọt kinh điển của Thái Lan tại đường phố, chắc là rất là rẻ này. Và những loại chè nè cả nhà ơi, quá trời quá đất các chị em rồi. Hôm bữa mình cũng có quay chỗ này rồi nè, chả cá nè. Thấy chả cá nó ngon quá không? Chả cá nó ược quá không? Mua về nhà không ta? Ở đây người ta bán thuốc lá nữa nè. Chờ đường này đi còn mấy hoa mì khoảng là mì khoảng hay ở trong đây cũng có chỗ ngồi ăn nữa nè. Gạo này cả nhà, gạo nàng thơm, gạo lài, gạo ở đây, khu đây người Islam nhiều, mọi người mà đạo Hồi á, mọi người thấy trùm khăn không đó, rất là nhiều người đạo Hồi ở đây, tại vì bạn này là người đạo Hồi á. Mua bắp này cả nhà, khoai lang nè, rau ở giữa đường nè, đậu phộng. Ở đây bán cơm luôn nha cả nhà. Đó, mấy cái hạt này ở bên Thái Lan người ta bán nhiều lắm đó. Cái hạt này nè, nó hôi lắm. Nó hôi nhưng mà rất là nhiều vitamin, cái mùi nó nặng lắm á. Bạn đã mua bắp, hai đứa hai trái. Đa chục là cỡ 20 ngàn Việt Nam mình đó.